Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới đã được huyện Mường Ảng triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, khơi dậy sức mạnh tập thể của các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Là một trong những huyện nghèo và có xuất phát điểm thấp, nhưng trong thời gian qua, việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới ở Mường Ảng đã từng bước thu được những kết quả quan trọng. Để có được thành công đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, khơi dậy sức mạnh toàn dân trong xây dựng nông thôn mới. Với phương châm hướng mạnh công tác dân vận về cơ sở, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Dân vận, các cấp đảng ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhân dân đã đồng tình hưởng ứng, tự nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở các xã trên địa bàn huyện. Tính đến thời điểm này, toàn huyện có một xã đạt chuẩn nông thôn mới, một xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, một xã đạt 12 trên 19 tiêu chí. Không có xã nào đạt dưới 7 tiêu chí. Trong thời gian qua thì Ban Dân vận đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo, chỉ đạo, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, các cấp thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền trong việc tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Ở trong đó thì cái chương trình hành động số 11 có chương trình số 11 của Huyện ủy ngày 31 tháng 2 năm 2015 về việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, rồi là quy hoạch số 98 của Ủy ban nhân dân huyện ngày 9 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện chương trình hành động xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Thì qua cái việc mà chỉ đạo bám sát các chỉ thị, các chương trình thì trong thời gian qua thì trên địa bàn huyện Mường Ảng ấy thì đã có xã Ản Nưa là đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Thế còn là xã Búng Lao và xã Ản Cang thì cũng các tiêu chí là đã cơ bản là hoàn thành. Hiện nay là còn một số tiêu chí thì cũng đang tiếp tục là thực hiện, mà trong cái thời gian tới thì chắc chắn là hai xã này sẽ đạt nông thôn mới. Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện luôn chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, các địa phương tổ chức để nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng đề án, quy hoạch tổng thể. Các dự án phát triển kinh tế xã hội nhằm thực hiện các mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới, huy động sự đóng góp, tham gia của nhân dân. Khối dân vận cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, phân công Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phụ trách từng lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Tổ chức phát động hội viên, đoàn viên hăng hái, gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện xây dựng nông thôn mới, người dân trên địa bàn huyện đã tích cực đóng góp ngày công lao động và tiền của, tự nguyện hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, mở rộng đường làng, ngõ xóm, kiên cố hóa kênh mương, vệ sinh môi trường, xây dựng nhà văn hóa. Thực hiện công tác dân vận trên địa bàn, thì Đảng ủy xã Ảng Cang đã tiến hành lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân các dân tộc trên địa bàn để tập trung chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tập trung phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo, và đặc biệt là tập trung trong công tác xây dựng nông thôn mới,
để phấn đấu đến hết năm 2020 thì xã Hằng Cang cơ bản đạt xã nông thôn mới. Để thực hiện cái công tác để thực hiện được cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thì cũng tập trung sâu vào cái công tác tuyên truyền trong nhân dân trên địa bàn về cái công tác xây dựng nông thôn mới theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, để người dân tham gia đóng góp công sức lao động này, hiến đất trong cái công tác đầu tư các công trình đường giao thông, nhà văn hóa trên địa bàn. Qua cái công tác đấy thì trong năm 2020 thì có rất là nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất để đầu tư xây dựng đường giao thông và nhà văn hóa bản. Từ đó là góp phần rất là quan trọng vào cái công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã. Để phát huy vai trò công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể huyện Mường Ảng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình dân vận khéo trong các lĩnh vực gắn với các tiêu chí nông thôn mới ở địa phương. Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng và chất lượng nội dung các phong trào. Tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong khu dân cư. Để chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện hoàn thành theo đúng lộ trình đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Trong những năm qua, huyện Mường Ảng đã tổ chức nhiều đợt hiến máu nhân đạo, thu hút được sự hưởng ứng tham gia của nhiều cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện. Anh Lường Văn Minh, Phó Bí thư đoàn xã Ảng Tở, là một đoàn viên tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Anh Minh đã từng tham gia hiến máu 4 lần. Đối với anh, mỗi lần hiến máu là mỗi lần anh được kiểm tra tổng thể về sức khỏe. Sau khi hiến máu, cơ thể sẽ tự sản sinh lượng máu mới cân bằng với lượng máu đã hiến, giúp anh nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Với cương vị là Phó Bí thư đoàn xã, trong thời gian qua, anh đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia hiến máu. Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp. Hàng ngày hàng giờ trên đất nước Việt Nam thì số lượng cần máu là rất nhiều. Bản thân tôi đã từng nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện và cảm thấy sức khỏe tốt. Thì qua các buổi sinh hoạt ở các chi đoàn, tôi luôn tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, các đoàn viên thanh niên tham gia vào công tác hiến máu tình nguyện. Cùng với lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ, giáo viên ngành giáo dục cũng là lực lượng lòng cốt trong các đợt hiến máu tình nguyện. Thầy giáo Hoàng Đức Ân, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ảng Cang, đã từng 5 lần tham gia hiến máu. Đối với thầy, việc hiến máu cứu người là việc làm rất tự hào vì được chia sẻ những giọt máu hồng cứu giúp nhiều người bệnh. Là một cán bộ quản lý, thầy cũng tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cùng tham gia hiến máu. Bản thân tôi nhận thức về hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Đó cũng là truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc ta. Thì chúng tôi đã tham gia hiến máu thì chúng tôi thấy là bây giờ thì việc hiến máu nó không còn là cái hành động xa lạ đối với bản thân tôi và với mọi cán bộ công chức của nhà trường nữa. Bởi vì khi đến hiến máu ấy, thì chúng tôi ngoài cái việc mà được tư vấn của các đồng chí tình nguyện viên, chúng tôi thấy rằng là cái sức khỏe của cá nhân chúng tôi vẫn đảm bảo, và qua cái việc khám sàng lọc thì chúng tôi biết được cái tình trạng sức khỏe của chúng tôi và được tư vấn về đảm bảo cân nặng, sức huyết áp, các bệnh về tim mạch thì chúng tôi cũng được kiểm tra và thông báo sớm. Thì bản thân tôi thì cũng đã tích cực tham gia hiến máu trong cái kể từ ngày hội chữ thập đỏ huyện kêu gọi vận động hiến máu vào năm 2014. Tôi đến nay chúng tôi đã tham gia được 5 lần và cũng sẽ tiếp tục tham gia trong các lần tiếp theo. Và với cương vị là một hiệu trưởng nhà trường thì tôi cũng luôn luôn là tích cực tuyên truyền vận động để các hội viên chữ thập đỏ trong chi hội tích cực tham gia hiến máu nhân đạo và theo kêu gọi của hội chữ thập đỏ huyện. Thì đối với trường chúng tôi thì qua các đợt hiến máu thì cán bộ giáo viên trong nhà trường cũng tích cực tham gia với số lượng rất đông và nhiều lúc là đăng ký là vượt
kế hoạch và chỉ tiêu mà được giao. Trong 5 năm trở lại đây, với sự cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân tham gia hiến máu, huyện Mường Ảng đã huy động được trên 1.200 tình nguyện viên tham gia và thu được 947 đơn vị máu, đạt 118% kế hoạch. Riêng năm 2019, đã có trên 250 tình nguyện viên tham gia hiến máu, thu được 205 đơn vị máu, đạt trên 120% kế hoạch tỉnh giao. Kết quả Ngày hội Xuân Hồng những năm qua đã giúp cho cán bộ, công nhân viên chức, nhân dân trên địa bàn nhận thức rõ hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp. Những đơn vị máu thu được đã góp phần khắc phục được tình trạng thiếu máu trong việc điều trị cho người bệnh. Hiến máu sẽ giúp tăng tạo máu mới, hiến máu nhiều lần giảm nguy cơ ứ đọng sắt, giảm nguy cơ mắc các cơn đột quỵ, ung thư và cũng là cách để mỗi người tự kiểm tra sức khỏe của mình. Nhận thức được điều này, do vậy, số người tình nguyện tham gia hiến máu trên địa bàn huyện Mường Ảng mỗi năm một nhiều hơn. Hiến máu nhân đạo là một trong những nghĩa cử cao đẹp của con người với con người và là truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của người Việt Nam. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, thì hàng năm Ủy ban dân huyện đều tổ chức ngày hội hiến máu. Để làm tốt được công việc này, thì Ban chỉ đạo hiến máu huyện được kịp thời kiện toàn khi có thay đổi. Căn cứ kế hoạch về chỉ tiêu đơn vị máu cần hiến, thì Ủy ban dân huyện xây dựng kế hoạch hiến máu đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban dân các xã nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên về mục đích, ý nghĩa cao cả của hiến máu cứu người. Với việc tuyên truyền sâu rộng, sự vào cuộc từ huyện đến xã, nên hàng năm Ủy ban dân huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu đơn vị máu cần hiến. Để phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền về tính nhân đạo, ý nghĩa cao đẹp và lợi ích của việc hiến máu, đặc biệt là tác dụng của việc hiến máu đối với sức khỏe người tham gia hiến máu. Nhiều hình thức tuyên truyền đã được triển khai như viết tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi, treo băng rôn, tranh ảnh, khẩu hiệu trước khi diễn ra các đợt hiến máu tình nguyện. Qua đó, phong trào hiến máu tình nguyện của huyện được triển khai rộng khắp và đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện. Để nhân rộng phong trào, hàng năm, Hội Chữ Thập Đỏ huyện đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện tổ chức hội nghị biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều lần tham gia hiến máu. Từ đó tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần tăng cường số lượng máu cung cấp cho các bệnh viện để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân. Bằng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phong trào hiến máu tình nguyện của huyện đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của xã hội. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng đến đây xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.